Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và anh em có thấy là hôm nay Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em các bác rất là nhiều cái mẫu dây tín hiệu, những cái mẫu dây 6 ly này anh em này. Đấy, những cái mẫu 6 ly đầu vuông. Đợt này rất nhiều anh em các bác quan tâm đến những cái mẫu dây của Hitachi dẫn bãi Nhật. Đấy, vì cái chất lượng và cái giá thành nó mềm và cái chất lượng truyền tải tín hiệu cực kỳ ổn định. Đấy, vừa với được cái giá thành này anh em này, vừa được chất lượng này. Đấy, vừa được cái độ truyền tải tín hiệu ổn định, chống nhiễu tốt, ù dè chống ổn định này. Đấy, và cái chất dây này thì nó quá là bền rồi anh em ạ. Đấy, anh em chỉ biết là những cái mẫu dây, chưa nói gì đến dây, nói đến riêng đồ Nhật thôi, nó đã rất là bền rồi, nhất là đồ Nhật bãi, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây em đây là những cái mẫu hai đầu 6 ly vuông để anh em cắm từ mic không dây xuống vang anh em nhé. Từ mic không dây xuống vang, đây là hai đầu 6 ly vuông này của Hitachi này anh em này. Đấy, rắc của Hitachi và dây cũng là dây của Hitachi luôn. Cái mẫu này thì em có hai màu, màu đen và màu ghi như thế này. Đấy, thì tùy thuộc anh em nào thích màu nào thì nhắn tin trực tiếp cho Minh Nhật Audio. Một sợi này thì có mức giá là 250.000 đồng một sợi, dài 1 mét anh em nhé. Dây mic, từ mic không dây xuống vang thì chúng ta không cần thiết phải quá dài. Đấy, nhưng mà chuẩn của nó vẫn là phải 1 mét. Cho nhiều anh em và các bác thì cứ cần ngắn như kiểu 60 phân với 70 phân, anh em cứ xài 1 mét cho em. Không dạy gì chúng ta phải, để mà nói thì giá thành khi anh em 1 mét và 60-70 phân nó không chênh bao nhiêu đâu anh em nhá. Chỉ có 10-20.000 đồng thôi. Đấy, ngoài ra thì em có cả dây mic dây này anh em này. Mic dây. Đấy, một đầu anh em cắm vào mic và một đầu anh em cắm vào vang. Đấy, dây này thì có mức giá là 350.000 đồng một sợi, dài 5 mét anh em ạ. Đấy, 350.000 đồng một sợi dài 5 mét anh em nhé. Anh ngoài ra anh em và các bác nào cần dài hơn tầm 7 mét, 10 mét đấy, thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Đấy, dây súp điện này anh em này. Dây súp điện của Hitachi lại cắm từ vang ra súp điện. Nếu mà anh em và các bác nào cắm từ âm ly ra súp điện thì anh em chỉ cần thay cái đầu này bằng đầu AV thôi anh em nhé. Đấy, đây này. Một canon cái ra 2 AV dài 2 mét. Đấy, có mức giá là 250.000 đồng một sợi. Đấy, dây chuyên hành súp luôn anh em nhé. Dây chuyên cho súp luôn. Đấy, 250.000 đồng một sợi dài 2 mét. Còn cái sợi hai đầu 6 ly này thì là 250. Nói chung là cứ dính đến 6 ly thì nó giá nó hơi bị nhỉnh hơn một chút. Đây, dây AV bản Subiel. Đấy, dây AV bản Subiel giá là 350.000 đồng một cặp. Bản này là bản to anh em nhé. Bản này là bản Hitachi Subiel. Đây, trước thì em có lên sóng cho anh em những bản AV kim cương rồi, đáng em phải lên cái dây này cho anh em trước này để cho anh em có sự so sánh. Dây AV bản kim cương này thì giá của nó là 250 cho một cặp như thế này, dài 1 mét. Đấy, bản kim cương. Trước em có bản thường là bản 220 nữa cơ. Đấy. Đấy, nhiều anh em bảo bản kim cương và bản thường nó khác nhau cái gì mà sao giá lại chênh như nhau 30.000 đúng không ạ? Thì em xin trả lời luôn là bản thường thì thực chất thì bản thường và bản kim cương này thì chất lượng của nó như nhau anh em nhé, nhưng mà cái bản kim cương này thì nó là bản mới và nó đẹp hơn, điểm nó đẹp hơn, chất lượng thì như nhau thôi anh em ạ. Đấy, bản này là 250 bao ship, bản kia là 220. Đấy, bản AV Hitachi kim cương xám anh em nhé, hai đầu hoa sen. Đấy, bản Subiel này thì nó sẽ to hơn bản kim cương một chút và cái rắc của nó cũng xịn hơn một chút. Anh em thấy đây, rắc của nó là rắc kim loại carbon. Đây anh em nhá, anh em nhìn cho em về cái rắc này. Chất lượng thì như nhau thôi anh em ạ. Chất lượng cái đầu AV của nó như nhau, nhưng cái vỏ của con này thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, vỏ này nhìn nó xịn hơn đúng không ạ? Và cái dây dây của bản Subiel nó sẽ to hơn dây của bản xám. Đấy, nó đều là Hitachi, đều ra chất âm như nhau anh em nhá, đều ra giải trung âm và giải cao sáng và chi tiết. Nhưng mà cái bản Subiel này nó sẽ nhỉnh hơn về cái độ bát. Đấy, cái thể bát của nó sẽ nhỉnh hơn. Đấy, vì dây nó to hơn mà, lõi của nó to hơn mà. Đấy, bản này 350 này anh em này. Và bản này là 250 anh em nhá. Đấy. Tiếp theo đến Canon Đực JV. Đấy, giá cũng là 250. Đợt này thì em về thêm một cái bản nữa là bản kim cương anh em nhá. Từ Canon kim cương cho đến AV kim cương luôn. AV Canon của nó cũng là cái AV kim loại luôn anh em này, chân đẹp mini luôn. Đây, 250.000 đồng một cặp. AV gia Canon
Canon âm cái để anh em cắm từ vang xuống âm ly. Đấy, cũng đầu giáp kim cương luôn. Và anh em để ý cho em là anh em phân biệt cho em là cái đầu cái và cái đầu đực nó khác nhau ở cái chỗ là có nút bấm này anh em nhé. Chứ không chẳng may anh em đặt nhầm là cũng mất thời gian của anh em và các bác, mà cũng mất thời gian của em luôn. Và cái bản chân cái này thì nó sẽ có lỗ, nó vào sẽ có nút bấm ở đây. Đấy, và cái bản chân đực nó sẽ không có nút bấm và nó sẽ không có lỗ, nó sẽ có chân. Và cái thì thường sẽ cắm được vào đực. Đấy, đây anh em nhìn. Cái sẽ cắm được vào đực anh em nhá. Đấy, thì nó sẽ cắm vào nhau như này. Đó, 250.000 đồng một cặp Canon cái da V, Canon đực da V anh em nhá. Rồi, tiếp theo đến hai đầu Canon đực cái. Đấy, đợt này lên cho anh em toàn dây đẹp luôn. Đây ạ. Canon đực ra Canon cái đẹp chưa anh em thấy không ạ? Anh em nào ưng mẫu sản phẩm nào anh em nhớ chụp ảnh lại màn hình cho em. Tất cả dây màu xám này đều là dây của Hitachi, dây Nhật hết em nhé, bản bờ đồ theo điều, bản nâng cấp của Hitachi, nên anh em yên tâm về cái chất lượng và cái giá thành, lúc nào cũng phải để cho anh em và các bác được sử dụng những cái sản phẩm chất lượng nhất, được chưa? Đấy. Đấy. Hình thức phải đẹp, chất lượng phải tốt, giá thành phải rẻ. Đấy, thì đấy là cái ba cái yếu tố mà lúc nào bên em cũng hướng đến để gửi đến tất cả anh em và các bác. 250.000 đồng đồng giá luôn anh em nhé. Rồi, còn mẫu cuối cùng là mẫu AV bản Monter bản Mỹ này anh em này. Đây, lên sóng chi tiết luôn cho anh em cái mẫu này. Và dây Monter của Mỹ và dây Hitachi của Nhật thì nó sẽ có hai điểm khác biệt là chất âm nó khác nhau. Em chưa nói về cái độ chống nhiễu anh em nhé, độ chống nhiễu và cái độ truyền tải tín hiệu thì hai mẫu này thì nó là bằng nhau. Đấy, chống nhiễu tốt, giá thành ổn định, chất đây giá con này cũng rất là mềm. Dây Monter của Mỹ đây, Monter đấy, để mà nói thì rất hiếm khi mà bên em có thể về được những cái mẫu dây Monter nó đẹp như thế này với mức giá chỉ có 230.000 đồng một cặp, miễn phí vận chuyển cho anh em các bác. Đầu giáp thì miễn bàn rồi anh em. Đầu giáp thì miễn bàn rồi. Đấy, giáp thì là giáp của Kimber của Mỹ rồi, dây là dây của Monter. Dây Mỹ này thì lõi của nó là lõi đồng anh em nhé. Lõi đồng, đồng trục. Nó sẽ lợi giải bát, nó sẽ khác hoàn toàn so với cái dây Hitachi của Nhật này. Dây Hitachi là sẽ thiên sáng anh em nhé. Đấy, thiên sáng vì lõi của nó là lõi đồng mặt bạc. Còn dây Monter này thì nó lại thiên trầm, hay gọi là thiên bát đấy. Nếu mà anh em có bác nào muốn cải thiện giải bát, anh em đang cảm thấy tiếng bát của anh em đang bị bục bục, không được chắc, không được sâu, anh em cũng có thể cải thiện dây tín hiệu. Đấy, chống nhiễu thì nó sẽ bằng nhau, nhưng mà chất âm nó sẽ trái ngược nhau anh em nhé. Đấy, thì hôm nay lên sóng cho anh em bác những cái mẫu dây, nói chung là nó trong cái tầm tiền, trong cái tầm tay của anh em nào cũng có thể sở hữu và chơi được. Giá chỉ dao động từ 250, 230 cho đến 350 là căng. Đấy, hôm nay trong video này 350 là đắt nhất. Đấy, bình dân, chất lượng. Đấy. Ok, anh em và bác nào quan tâm mẫu sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.